Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Thú vị, tang thi ở đây, điểm yếu của chúng không phải là đầu. Tu vi thấp nhất của đám tang thi này cũng là võ tông đỉnh phong rồi. Chủ yếu là trên những cái bậc đó. Chúng nó đều là võ vương, võ hoàng, thậm chí là võ thánh. Cơ thể như vậy mới xứng với bổn thánh. Đáng tiếc lại là một nam nhân. Nhưng mà trái này miễn cưỡng cũng có thể dùng được. Không đúng, 10%, thậm chí phải 90%, không đúng. Sao lại chỉ có đám tang thi đệ tử cấp võ tông đánh vây, đang vây đánh chúng ta? Mặc dù trạng thái sống dở chết dở của bọn chúng có hơi khó giải quyết, nhưng cũng sẽ không gây ra thương vong cho chúng ta. Lẽ nào tang thi nào đang muốn tiêu hao hết linh lực của chúng ta? Cũng không đúng. Vậy thì để bọn võ vương ra tay sẽ càng hiệu quả tiện lợi hơn. Rõ ràng không bị đánh trúng, sao hai con tang thi phía sau cũng làm cái hành động y chang vậy? Bây giờ thông tin vẫn còn quá ít, không phân tích ra được ý đồ thật sự của đối phương. Có điều, nếu như ngươi đã muốn bày trò gài bẫy não tử, vậy thì đừng trách não tử không làm theo ý của ngươi. Lật tung bàn cờ này là lúc để các ngươi mở mang kiến thức. Tử thần thật sự là thế nào? Vạn kiếm quy tông, chi cổn đồng tẩy. Y cơ. Cổn đồng tẩy y cơ. Máy giặt cửa ngang. Được rồi, đã dọn dẹp chiến trường sạch sẽ rồi. Khí tức của những võ vương này, của những võ vương võ hoàng này đột nhiên lại tăng lên rồi. Vị đại thẩm ở bên đó ơi, đừng có thập thò nữa. Phái cả 15 vị đó xuống luôn đi. Vậy mà lại là kiếm võ song vương. Không ngờ sau khi ta chết lại có may mắn thấy được thiên tài bậc này. Ta thật sự là càng ngày càng hài lòng với ngươi rồi. Chúng ta cùng lên đi. Cái điệu cười bệnh hoạn này thật sự là bé gái của tên họ Cừu đó. Không ngờ nàng ta lại trở thành võ thánh. Ta lại vẫn phải gặp phải kẻ địch. Trong nhóm chúng ta cũng chỉ có hậu chiêu của ta có thể miễn cưỡng chống lại được nàng ta nhỉ. Hơn nữa sử dụng lần thứ hai ở trong khoảng thời gian ngắn, không biết cơ thể của ta có thể chịu đựng được hay không nữa. Chúng ta lùi xa ra một chút. Tiếp theo đây, chúng ta có thể sẽ không lo lắng được nhiều đâu. Chúng ta... Tiểu Long Long. Hình dạng chiến đấu, kích hoạt. Lần trước ngươi là đầu rồng, mình người, lần này ngươi là đầu người mình rồng. Con đường tiến hóa của ngươi cũng thật là tùy ý. Chứ đám mới giết ra, còn 5 võ hoàng, 6 võ vương, Tiểu Nong Nong, che chở được không đây? Tới. Đánh một trận cho đã. Tổng đoàn này chắc là không hang, không gian hang động khép kín. Năng lượng hỏa hệ của trưởng môn và Tiểu Long Long ở đây ngưng tụ chứ không tán loạn, uy lực tăng lên gấp đôi. Nhưng mà ngọn lửa và khói bụi bay ra cũng quá nhiều rồi đó, hoàn toàn không thấy đường trưởng môn bọn họ. Sắp bắt kịp vụ ẩn trảm của ta rồi. Tinh thần ngươi đừng nói nữa, ta thực sự là lấy cảm hứng từ chiêu đó của ngươi đấy. Không cùng lúc che đi tầm nhìn của tang thi và các người, sao có thể chân chính lật ngược bàn cờ chứ?
Bởi vì chỉ có che đi đôi mắt của người chơi cờ thì mới có thể khiến cho con cờ biến thành rắn mất đầu được. Ngươi nói có đúng không? Anh bạn nhỏ Mạc Thường, ngươi phát hiện ra từ lúc nào? Chắc là ngay lúc vừa bắt đầu, lúc một bạn xấu của ta lại không phát nhiệm vụ cho ta.